được mà giờ nó cắt rồi này. Thì hiện tại có cái 93S chả anh chuẩn bị xuống đồng nha. Cái dốc này nó cũng khá là cao. Xuống tới đây thì má ảnh đang cắt cho nó gọng gọng, đoạn máy đang quay đầu. Thì cái cầu nằm đây, cái cầu nằm sát đất thì không thể nào qua không có cầu được, qua không cầu là lúng liền.
93 cũng thả dạt hai giờ luôn rồi. 93 này thì nó đứng chạy khủng đó. Bữa nay mình nó gió hơi nhiều, mọi người xem thông cảm với mình nha. Gió hơi nhiều, cái tiếng nói của mình nó không được rõ mọi người. Đứng dưới gió bụi vô mắt quá trời. Giờ cũng đầy lúa rồi kìa, chuẩn bị kéo ra chở hai lớp thôi. Chung là qua dưới cầu không cần chở nhiều người, chở nhiều khá là nguy hiểm, mà chở hai lớp là vừa. Cầu từ từ nha. Lên dốc. Ồ. Chạy vô luôn. Còn cái 93 mọi người. Thì chỗ này cái khuôn ảnh đang cắt về này thì nó nhỏ nha, ở trên kia thì rất là bự. Quay hướng này thì nó hơi chói nắng, mọi người xem thông cảm mình chứ không? Ra kia có anh xe cuốc cũng đang cải tạo vuông cho bà con mình luôn nha. Cái 93 nha. Cái dàn lúa này thì nó bị cháy lá cho mọi người. Giờ hiện tại anh máy kéo cũng đang kéo lúa ra nè. Thì nãy giờ máy bị hư dây co go. Bây giờ ảnh sửa xong thì ảnh chở cho kịp chuyến đò. Mình chở khá là dữ rồi, ba lớp thì 7 khoảng 73 mọi người. 3 hiện tại cũng đang tiếp tục cắt. Cái đồng này nó đầu kia thì nó bự, đầu này cũng nhỏ xíu à. Đầu này thì còn lối nữa xong rồi. Khu bự này thì còn khoảng 35 nữa mọi người. Đó thì bây giờ bắt đầu anh quay lại, bắt buộc quay lên. Thì cái này nó như cái mũi tàu vậy mọi người. Thì cắt thu rồi, giờ nó còn lõm ở chỗ đó. Rồi tới đây là anh điền làm một hết. Chạy lối. Từ lối này thêm lối nữa thêm chút xíu nữa là xong rồi. Cái ST này nó cháy lá bụi nó ngứa dữ trời luôn. Rồi anh quay cắt lên lối nữa, rồi về lối nữa là xong.